có năm loại chuyện này nói chuyện không thấu lộ nhĩ. Đó là loại thứ nhất là cầm mã tấu chạy vòng vòng. Loại thứ hai là những nhà học giả giỏi, siêu, cứ nghĩ mình là thông minh, kỹ sư, bác sĩ, kiến cận. Không thuộc loại kiến cận này, cận này cận thiệt. Cận, mình cũng cận nhưng mà cận khác. Đó thì loại kiến cận, loại kế tiếp đó là những tín đồ ngoan hiền của Chúa, những con chiên của Chúa. Lúc nào cũng tin theo kinh Tân Ước và Cổ Ước của ngày xưa của những nhà truyền đạo của La Mã. Cuốn đó đâu phải của Chúa viết đâu. Bây giờ bảo đảm đó không phải, không có gì giống hết trơn. Y như kinh Địa Mẫu mẹ nói là họ viết tầm bậy, dịch lại sai hết. Kinh Chúa không có viết kiểu đó. Chúa kêu phải tin có nghiệp, có nhân quả. Còn thời nay là con chiên đó, là loại đó, một loại nó nói nhiều quá đụng chạm nha. Rồi đó Chúa cũng có nói, khi ta trở lại các ngươi nhìn không ra tả nữa. Thứ ba, thứ tư phải không? Thứ tư là tín đồ Phật tử của mấy thầy Ma Tăng thời đại. Tại xưa Ma Dương nó hâm Phật, sau này ta cho con cháu của ta mặc áo vàng, cạo tóc, nói pháp của nhà ngươi, đọc kinh của nhà ngươi để diệt cái đạo của nhà ngươi. À, loại đó đồn được nó là một chiếc thuyền chứa nhiều dơ, như cái tờ giấy viết đầy hết rồi. Cho nên giờ kêu hiểu, kêu họ hiểu về Thượng Đế, hiểu sự thật, rồi kêu họ tin Đức Phật Di Lặc sắp xuất hiện trên đất nước Việt Nam, họ không bao giờ họ chấp nhận. Và đồng thời đạo Phật là một cái đạo rất là cực kỳ gọi là khó ghét là lon vậy, lúc nào cũng chống đối tất cả các đạo khác. Đó là sự thật, mấy vị trên nói. Cả bà trong môn phái của họ cũng không có thuận hòa nữa. Hồ Chi bây giờ chấp nhận Đức Phật Di Lặc ra đời với tin có Thượng Đế thì hơi khó. Cho nên gọi là Phật tử cà gù cà gật, tu hoài mà không tới. Chỉ có đi vận động cây quỷ rồi đi xuống dưới cầu với mấy sư phụ của mình. Mình nhận ai làm thầy mình phải nghiên cứu. Nên mấy họ thiên trên thế giới phải coi kỹ cho kỹ nha. Phải coi kỹ mới thấy rõ. Còn coi không kỹ nhìn không rõ đâu. Thì cái phần đó là mình không có nói. Là tự gì sàng lọc mà 10 chết 7 còn 3. Thì chỉ chọn đứa nào mà coi kỹ. Lấy kiến ghi vô coi. Còn cái loại kế tiếp là loại quan chức, đảng viên, văn quyền, giàu có, sân trước, sân sau. Thì chúng ta bình thường, thì chúng ta sinh này, sinh nọ, sinh thổ địa, sinh thân thần, sinh tùm lum, rồi giờ lại củ quyền bàn thờ, rồi lại Bác Hồ, rồi không cho con được lên chức nghe Bác Hồ. Tại nhà nào Việt Nam cũng có thờ Bác Hồ. Rồi đến khi chúng ta có chức quan lớn rồi, chúng ta có nhiều sân rồi, mỗi ngày á, cái đám kinh tài nó chở cả xe tiền tới nó đổ trong nhà mà không lấy nó buồn. Thì lúc đó mình quên trời quên Phật, già quá rồi quên. Rồi lúc đó sanh tật nữa, rồi lo chuyển tiền ở hải ngoại, rồi lo kiếm mấy model rồi nữa. Thì loại đó là cũng là khó độ. Những loại đó trong năm thứ này sẽ thuộc về hàng 10 chết 7 còn 3, cái hai còn một mới ra Thái Bình. Rồi. Thì năm loại chuyện này nói chuyện không thấu lộ nhĩ. Dịch nước đổ lá môn.